Thưa quý vị, chiến tranh đã qua đi, những tháng ngày thanh xuân của thế hệ thanh niên Việt Nam trên đất nước Nga oai hùng giờ chỉ còn là trong ký ức hay là những kỷ vật để lại. Nhưng mà cái sợi dây liên kết về tình hữu nghị giữa đất nước Việt Nam và Nga thì vẫn vô cùng vững chắc. Và điều đó có thể thấy rất là rõ qua những chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước, hay thậm chí là trong những câu chuyện được kể lại bởi thế hệ du học sinh người Việt tại Nga ngay lúc này, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và tiếp nối câu chuyện mà Tuyển Tâm vừa mới chia sẻ thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với những con người mà ở họ cuộc sống là tâm hồn Nga hòa quyện cùng văn hóa Việt Nam. Mình đã nghe được 3 năm. Mình đã ở đây được 2 năm rồi. Còn mình đang học năm thứ 8 thì Liên bang Nga. Trước đây mẹ mình đã từng đi du học tại Liên Xô, và đối với mẹ quãng thời gian đi học ở Liên Xô là quãng thời gian đẹp nhất. Và chính tình yêu của mẹ đối với nước Nga đã truyền cảm hứng cho mình. Còn đối với mình thì nước Nga có một cái kho tàng âm nhạc đồ sộ, và cái điều đấy là một cái sự may mắn cho mình khi được đến học tập và làm việc tại nước Nga. Mình đặt chân đến đây là vào tháng 10, là khoảng mùa thu, thì trời lá vàng rất là đẹp. Và mình cảm nhận được cái không gian này rất là yên bình và tạo cho mình rất là nhiều cảm hứng. Nước Nga quá đẹp và rộng lớn. Và đặc biệt ở Moscow có rất nhiều cây xanh, và không gian xanh ở Moscow là không phải ở bất kỳ thành phố nào cũng có được. Còn đối với tôi thì tôi phải dùng một cái từ nó hơi chân thực một tí, wow. Tại vì mọi thứ nó quá long lanh, nó quá rộng lớn, nó quá hùng vĩ. Và có một cái điều mà làm và dấy lên cái sự ngạc nhiên ở trong tôi là cái sự gọn gàng của nước Nga, cái sự gọn gàng của người dân Nga mà các bạn có thể thấy ở ngay trên đường phố Nga. Mình nghĩ là ở con người thì họ đều có một cái tính hòa đồng và luôn cần cù ở trong cái công việc. Có lẽ đó chính là lòng tốt bụng và sự hiếu khách. Người Nga vô cùng tốt bụng và họ sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và khi mà các bạn mới đến nước Nga thì các bạn sẽ thấy là người Nga có chút gì đó hơi lạnh lùng, hơi ít nói, nhưng thật ra họ luôn luôn quan tâm và giúp đỡ những người khác. Phía bên Nga này, nhà nước cũng rất là hay tổ chức những cái buổi dạ hội mà kiểu như là mời văn hóa của tất cả các dân tộc đang sinh sống ở Moscow cũng như ở Nga. Thì những lúc đó thì chúng ta có dịp để quảng bá đối với vai trò của những em sinh viên được nhà nước cử sang đi đi học, là những con người mà được lựa chọn rất là kỹ càng. Các em trong lớp học thì có rất là nhiều các bạn bè, không những người Nga không mà còn nhiều dân tộc khác nữa. Thông qua các cái buổi gia hội hữu nghị của các trường thì lúc đó chúng ta cũng quảng bá, ví dụ là những cái ngày lễ hội đó thì các em sinh viên nữ là mặc áo dài, rồi các cái điệu múa hay những cái bài hát của dân tộc, hay là mời các bạn về Nga, các bạn quốc tế ăn các cái món ăn mà người Nga rất là thích ở đây, như là phở hay là nem, bằng những cái hành động rất là nhỏ nhưng mà thường xuyên đấy. Thì tôi nghĩ là vai trò các em sinh viên là quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam rất là hiệu quả và rất là thiết thực. Đối với tôi, nước Nga vẫn luôn đẹp như thế. Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu nước Nga nhiều hơn. Và đương nhiên là tôi đến đây tôi cũng đã khám phá được nhiều văn hóa và nghệ thuật của nước Nga. Tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều điều để có thể khám phá thêm nữa. Đối với tôi thì cái cảm xúc của tôi dành cho nước Nga từ ngày đầu tiên đặt chân đến Nga đến bây giờ không thay đổi, và thậm chí nó lại cho tôi một cái câu trả lời chắc chắn về cái tình yêu của tôi dành cho nước Nga, dành cho âm nhạc Nga, và cả cái tình yêu của tôi dành cho thiên nhiên Nga và con người Nga.